kỷ niệm 70 năm thành lập tập đoàn và đánh dấu 15 năm có mặt tại Việt Nam, thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp Amway vừa khai trương khu phức hợp kinh doanh và trải nghiệm Amway Center tại thành phố Hồ Chí Minh. Amway Center có diện tích hơn 1.800 m² tại số 410 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, được thiết kế hiện đại và trẻ trung, gồm khu trải nghiệm mua sắm hàng hóa trực tiếp, khu trải nghiệm đồ uống dinh dưỡng, khu trải nghiệm chăm sóc da, khu tư vấn dinh dưỡng, khu vực tổng đài chăm sóc khách hàng. Chúng tôi hy vọng là tạo được một hệ sinh thái mới để giúp cho người tiêu dùng có những trải nghiệm mới, cũng như tập trung nhân lực, nguồn lực để hỗ trợ cho nhà phân phối phát triển kinh doanh cùng với Amway dễ dàng. Từ đó sẽ tạo được động lực và thúc đẩy được tinh thần khởi nghiệp cho mọi người. Với lợi thế về ứng dụng công nghệ số, Amway Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư vào khoa học dinh dưỡng, công nghệ để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm cao cấp, hướng đến mục tiêu là một trong các thị trường có doanh thu cao nhất toàn cầu.